Chúa dân.
con kính xin Đức Hồng Y thương ban huấn tử cho chúng con. Your Eminence, we bear from the bottom of our heart aspirations to meet you and to have your teachings. Please give us them. To speak Italian, and Monsignor Barnabé will translate in Vietnamese. I am sorry that I cannot speak in Vietnamese. Và Đức Hồng Y nói rằng là muốn nói bằng tiếng Ý để Đức ông Phương thông dịch cho anh em. Grazie per questa bellissima e colorata accoglienza. Chân thành cảm ơn vì cái sự tiếp rước nồng nhiệt và đẹp đẽ ở cái sân quảng trường mà chúng ta đương thấy ở đây. Si vede che il popolo del Vietnam ama anche la coreografia. Già thấy rằng là qua cái cảnh quan này thì thấy dân Việt Nam, dân chúng Việt Nam yêu thích cái trình bày đẹp đẽ. Infatti siete così colorati, così vivaci, così belli che è affascinante guardarvi. Và thấy đẹp đẽ màu sắc như vậy thì rất lấy làm vui, thích mà nhìn tất cả cái quang cảnh trước mắt đây. E come ha spiegato prima il vicario generale, voi siete qui numerosi, quasi 14.000 se ho capito bene. Như cha tổng đại diện đã giải thích sơ qua, biết rằng anh em hiện diện ở đây gần 14.000 người. Mi spiace per quelli che sarebbero voluti venire, ma purtroppo non possono essere stati ospitati dato un po' il limite di questo luogo. Rất tiếc là rất còn nhiều người muốn đi đến đây tham dự, nhưng mà vì hoàn cảnh và không có chỗ cho nên không thể đến được. Ma forse loro potranno avere l'opportunità di vedere anche qualche filmato e poi voi racconterete loro questa esperienza. Chắc là những anh em mà không có đến đây tham dự thì cũng có thể xem qua hình ảnh được ghi lại, và nhưng mà nhất là anh em về thuật lại cho những người vắng mặt được biết. Dunque prendete questo impegno per raccontarlo anche agli altri e condividere anche con loro la vostra esperienza? Dạ anh em, xin anh em cố gắng để mà thuật lại làm cho những người khác được biết. Có muốn thuật lại cho những người khác biết hay không? Thuật lại cho những người khác biết hay không? Ma questo è molto bello. Mi dice qui il vescovo ausiliare che altri stanno seguendo attraverso la televisione nella diocesi. Allora salutiamo anche loro, che non li vediamo ma loro ci vedono. Như là Đức cha phụ tá giải thích cho tôi biết rằng là có cái trực tiếp truyền hình, cho nên là Đức Hồng Y nói rằng là tôi muốn chào thăm tất cả những vị mà theo qua mạng truyền hình. Questo nostro incontro precede la celebrazione della messa per i 50 anni della vostra diocesi. Sự gặp gỡ của chúng ta ngày hôm nay có mục đích chính là mừng 50 năm thành lập giáo phận. E devo dire che questo momento corrisponde al momento in cui due persone si incontrano. Đây là cái cơ hội cũng như là trình bày hai người gặp nhau. E la prima cosa, quando due persone si incontrano, si devono presentare. Khi mà hai người gặp nhau thì phải tự giới thiệu mình. Se due persone non si presentano,
Vuol dire che si ignorano l'uno con l'altro. Nếu mà hai người gặp nhau mà không tự giới thiệu mình cho người kia thì là chứng tỏ rằng là không có để ý đến người kia. E questo è un momento importante perché attraverso l'incontro si stabilisce subito una relazione e forse anche un'amicizia. Khi mà gặp nhau như thế đó thì sẽ có một sự trao đổi tâm tình và có thể trở thành là bạn bè với nhau. E così voi avete conosciuto me, chi è questo prefetto della congregazione per l'evangelizzazione dei popoli di cui forse alcuni hanno sentito parlare. Anh em biết tôi như là tổng trưởng của bộ truyền giáo mà trước đây nhiều lần anh em cũng đã được nghe giới thiệu. E in questo modo io ho conosciuto anche voi che siete impegnati nella vita pastorale di questa diocesi e tutti voi mi siete stati presentati. Và tôi cũng được biết qua cái việc trình bày của cha tổng đại diện, biết các cái sinh hoạt của giáo phận và của anh em. In questo modo abbiamo già stabilito una relazione, anzi vorrei dire una bella amicizia. Như vậy thì chúng ta đã làm được một cái sự liên hệ cảm thông với nhau và có thể nói được rằng là chúng ta đã có được một cái tình bạn với nhau. E vorrei dire che quando due persone si incontrano, si conoscono e poi si vogliono bene, queste persone poi si ricordano sempre. Và khi mà đã được biết nhau thì khi mà lìa nhau thì hai người bạn đó sẽ nhớ nhau. Allora voi sapete che la settimana scorsa mi trovavo con il Papa a visitare due paesi dell'Asia. Anh em biết tuần vừa rồi tôi đi theo tháp tùng Đức Thánh Cha đi viếng thăm hai nước ở bên Á Châu. Prima siamo andati nello Sri Lanka dove il Papa ha canonizzato, ha fatto santo un grande sacerdote missionario, il padre Vas. Trước hết là đi viếng Sri Lanka, ở đó Đức Thánh Cha đã phong thánh cho một vị thừa sai lớn của đất nước là Thánh Vas, vị thừa sai Vas. Un sacerdote che da solo, vestendosi da scaricatore di porto, ritornò nello Sri Lanka dove i cristiani erano perseguitati dagli olandesi e salvò la Chiesa. Và vị thừa sai đó đến để giảng đạo, để cứu giáo hội bị bắt hại. Una bella figura di sacerdote che si fece povero e che appartiene a questa terra dell'Asia. Vị thừa sai đó là một linh mục đã sống nghèo với những người nghèo để giúp đỡ họ, để cứu giấc họ. E poi dopo con il Papa siamo andati nelle Filippine. Và sau khi viếng Sri Lanka thì tôi tháp tùng Đức Thánh Cha đi viếng Phi Luật Tân. Dove il Papa ha incontrato tanti fedeli. Nella messa finale forse erano 6-7 milioni. Và Đức Thánh Cha ở Phi Luật Tân thì trong cái thánh lễ cuối cùng của Ngài, Ngài đã gặp gỡ một đoàn lũ dân chúng đông lên tới 7 triệu người. Ma è andato anche a visitare le popolazioni che l'anno scorso erano state colpite da un terribile tifone, dove ci sono state forse o più di 10.000 morti. Nhưng mà đặc biệt Đức Thánh Cha đi viếng thăm một cái nơi mà năm rồi đã bị bão tố ngập lụt nhiều và chết trên 10.000 người. Il Papa ha detto: voglio andare per dare una carezza a questa gente, per dare a questi poveri
un incoraggiamento. Đức Thánh Cha nói rằng là tôi muốn đến viếng thăm những người bị khổ nạn đó để an ủi họ, để nâng đỡ họ. E questa è stata una bella esperienza. Đó là một cái kinh nghiệm hết sức là cao đẹp. Poi ho lasciato il Papa ritornare a Roma e ho detto al Papa: io adesso vado a fare una visita alle chiese del Vietnam. Và khi từ giã Đức Thánh Cha về Roma thì tôi nói tôi sẽ đi viếng thăm Việt Nam. E così sono stato nel nord da noi, poi dopo siamo andati a Lavang, a Hue. Ieri abbiamo celebrato la grande messa per i 400 anni dell'evangelizzazione a Da Nang e oggi sono qui e domani a Ho Chi Minh Ville. Và thực vậy tôi đã đến Việt Nam, đã bắt đầu từ ở miền Bắc, ở Hà Nội, đi Huế, đi La Vang, rồi hôm qua ở Đà Nẵng đã mừng đại lễ kỷ niệm 400 năm rao giảng tin mừng ở Đà Nẵng, và ngày hôm nay bây giờ đây tôi đang ở đây với anh em. E quando ho salutato il Papa mi ha detto: sono contento, vai, vai, vai nel Vietnam, vai, vai, vai. Khi tôi từ giã Đức Thánh Cha để mà đi Việt Nam thì Đức Thánh Cha rất là phấn khởi, nói rằng là đi đi, đi đi, đi đi, đi thăm Việt Nam. Poi il Papa è ritornato a Roma passando sopra il Vietnam e certamente ha pregato per tutti noi. Và trên đường bay về Roma, Đức Thánh Cha bay ngang qua Việt Nam, chắc chắn rằng là Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho Việt Nam. Però poi il Papa mi ha detto anche una cosa: quando ritorni io voglio sapere come è andata e che cosa hai visto e che cosa hai sentito. Và Đức Thánh Cha nói với tôi: Đức không nghĩ đi đi, nhưng mà khi về hãy thuật lại cho tôi những điều mà đã thấy, đã nghe và đã cảm nhận được ở tại Việt Nam. E gli dovrò raccontare tutto quello che sto vedendo. Và chắc chắn rằng là tôi sẽ thuật lại cho Đức Thánh Cha điều tôi đương thấy ở đây một cách đặc biệt. Ma le parole non basteranno per dire tutte le meraviglie. Nhưng mà lời của tôi chắc chắn rằng là không có thể tả hết tất cả những điều mà tôi thấy và những cái tâm tình mà tôi cảm nhận được. Allora gli dovrò dire: beh, se non ci credi vai a vedere tu stesso nel Vietnam. Và tôi sẽ nói với Đức Thánh Cha rằng là nếu mà Đức Thánh Cha không có tin hết thì xin Đức Thánh Cha hãy đến tại Việt Nam để mà chứng kiến, để mà xem. Bene, gli dirò anche di questo entusiasto grido che avete fatto di, vorrei dire, di benvenuto, speriamo. Già, như vậy, tôi sẽ nói với Đức Thánh Cha rằng là tôi thấy anh em hết sức là nồng nhiệt, vỗ tay và mong muốn Đức Thánh Cha đến đây. Questo, tutto questo è la bellezza di essere Chiesa. Đó là cái điều đẹp, đẹp đẽ nhất là được ở cùng trong giáo hội. Perché o i cattolici si trovano nell'America e il Papa viene dall'America Latina, o i cattolici si trovano in Europa, o i cattolici si trovano in Africa o in Asia, tutti sentiamo di essere una sola famiglia di Dio. Bởi vì ở trong giáo hội thì nếu mà ở bên châu Mỹ Latin hay là ở Âu Châu hay là ở Á Châu hay là ở Phi Châu, tất cả những người Công giáo chúng ta đều cảm thấy vui sướng cùng ở trong một gia đình giáo hội. E questo è l'aspetto, allora, e io devo concludere perché poi dobbiamo cominciare la messa. Qui c'è il nostro Vescovo ausiliare che guarda l'orologio e dice che devo concludere. Allora questo è il mio messaggio e poi dopo vi dirò qualcosa nell'omelia.
proprio per ricordare questi 50 anni bellissimi di vita di questa diocesi. Bây giờ không có nhiều thời giờ thì tôi xin kết thúc và nói một cái lời cuối cùng để chúng ta sắp bắt đầu cử hành thánh lễ. E visto che ormai ci siamo conosciuti e ci siamo parlati e ci siamo incontrati con gli occhi, allora preghiamo reciprocamente e tutti insieme lodiamo il Signore. Grazie per la vostra attenzione. Dạ, bởi vì chúng ta biết nhau, thấy nhau, gặp nhau, thì chúng ta cầu nguyện cho nhau để chúng ta cùng vui với nhau là con của Chúa. Trọng kính Đức Hồng Nghi Tổng trưởng, chúng con xin hết lòng tri ân Đức Hồng Nghi đã thương ban huấn từ cho chúng con. We would like to thank you very much for your loving exhortations. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, thật là xúc động khi chúng ta được nghe những tâm tình quý mến mà Đức Hồng Y Tổng trưởng vừa chia sẻ với chúng ta. Và Ngài cũng đã nhắn gửi đến chúng ta lời Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha muốn Ngài sẽ về tường trình cho Đức Thánh Cha những gì mà Đức Hồng Y Tổng trưởng thấy. Chính vì thế, như lời ban đầu khi Ngài nói với chúng ta, Ngài rất yêu thích cái vẻ đẹp tại quảng trường Xuân Lộc chúng ta ngày hôm nay. Cái vẻ đẹp của các tâm hồn, vẻ đẹp bên ngoài của chúng ta nó thể hiện cái vẻ đẹp thiêng liêng bên trong. Chính vì vậy, giờ đây chúng ta sẽ bày tỏ lòng tri ân đối với Đức Hồng Y Tổng trưởng bằng cách là chúng tôi sẽ sướng ba lần. Chúng con xin cảm ơn Đức Hồng Y, thì tất cả chúng ta cùng đáp lại cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, và dùng tất cả các phương tiện chúng ta đang có, chúng ta vẫy chào và cảm ơn thật mạnh. Xin mời tất cả mọi người cùng đứng. Xin các bạn giáo lý viên dùng khăn quàng. Chúng con xin cảm ơn Đức Hồng Y Tổng trưởng. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Chúng con xin cảm ơn Đức Hồng Y Tổng trưởng. Chúng con xin cảm ơn Đức Hồng Y Tổng trưởng. Vẫy thật dài thưa quý vị, vẫy thật dài cho Ngài thấy, để nó đi vào trong tâm trí của Ngài và sẽ trình lại Đức Thánh Cha thay cho chúng.